Khi mà mình làm thành công thì mình ký mình kích vào insert chọn picture, mình mở phím control và chọn này này, thì mình sẽ kéo nó ra. Sau khi mình kéo thành công thì mình sẽ chọn là cái khung như nó, thì khung ở đâu thì mình sẽ kích vào đây, vào mod, mình kích vào này và chọn khung này. Giờ thì mình làm hiệu ứng này, hiệu ứng thì mình sẽ có hiệu ứng slide đầu tiên. Đây là nhiều slide này. Số xuống thì nó sẽ hiển thị ra nhiều nhiều khác. Hiện nay thì nhiều content này. Khi mình kích vào đây thì nó sẽ hiển thị ra nhiều. Đấy, kích vào từng content một. Đấy, mình cho mình này. Và khi mình xuống nó xuống thì nó sẽ cũng hiển thị ra những cái sự hiệu mẫu cho mình. Động lại này. Bây giờ mình xem kết quả này. Hello, xin chào tất cả mọi người. Chào mừng các bạn quay trở lại với video tiếp theo của mình. Thì trong video này mình sẽ hướng dẫn các bạn làm về đồ bôi. Thì mình sẽ có một design để mình thiết kế slide. Đấy, đây là design này. Ở đây thì nó sẽ có rất là nhiều khuôn mẫu cho mình. Thì mình có thể có thể chọn mình có thể chọn những cái mẫu trước. Ví dụ như khi mình kích vào đây thì nó sẽ hiển thị ra những số chỗ thì hiển thị ra những cái mẫu khác tùy sở thích của mỗi người. Đấy, thì ở đây thì mình sẽ chọn một màu có sẵn. Đây, mình chọn một màu đơn giản thôi. Mình chọn xuống tìm màu. Đây, ví dụ mình chọn màu này nhé. Giờ thì mình sẽ gọi chủ đề của mình vào. Nên đi, hôm nay mình chọn là con ở Nam Phi. Đấy. Bây giờ thì mình sẽ kéo xuống cho phù hợp. Và mình bôi đen nó vì sáng thôi. Và mình cũng chọn công thức là Tommy Roman. Mình gọi cái Tommy Roman này. Đây đây. Để không nó bị sai phông. Thì mình can dựa nó lên. Mình in đậm bôi đen và kích vào chữ B là in đậm nó lên ạ. Ở phía này thì mình có thể điền cái những thông tin cơ bản của mình vào hoặc điền qua giới thiệu về về cái mũi ban này. Như mình thì mình sẽ điền giới thiệu nó. Học bia này. Bây giờ thì mình sẽ chọn phong chữ nó trong của mình nó. Bây giờ mình sẽ căn giữa căn đều hai bên. Căn đều hai bên cho đẹp mắt hơn. Kéo cho nó ngắn. Đấy. Thế này. Này thì kéo xuống này. Ở đây. Như thì ở trong này thì mình sẽ insert thì nền vào cho nó bắt mắt. Mình sẽ lên mạng mình loạt hai này.